Đấy, tua băng thì đây, bác tua sang bên này thì bác vặn vặn cái này lên bên trên có chữ G, G nghĩa là quay lại, ri mà. Này, forward này. Forward này là lấy sang phải. Này, bây giờ em phải trả băng từ bên phải sang bên trái. Này. Bây giờ mình không muốn, mình muốn dừng thì mình lại vặn thế này bác nhá. Đó, vặn chít tốt. Bây giờ bác muốn nghe. Bác muốn nghe bác lại vặn xuống play đây. Vặn này. Đó, bây giờ sợi băng nó đang trùng vì mình vừa tua cho nên mình phải cho nó căng lại. Cho nó căng sợi băng lại đấy nha, tại vì lúc nãy em lúc này em vừa tua cho nên là nó cái chi lẫy này. Đấy, bác cho căng lên cho em. Đấy. Cái chỗ này này. Tốt. Đúng không? Đấy, tốt. Ok.